Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên Cán Cấu. Và đây là một trong những chợ phiên còn rất nhiều những cái vẻ gọi là hoang sơ của khu vực vùng núi phía Tây Bắc Việt Nam nhé. Đấy, nhìn mấy chú này nhìn yêu nhỉ. Đấy, nhìn bạn này đáng yêu chưa? À, thế có bán hết lô này không rồi thuê em về chăm luôn được không? Các bạn nhìn cái mõm con lợn này, đây này, nhìn cái mõm con lợn này, được không? Nó hở ra này, để thở thôi. Đó. Ủa, em phải xinh ấy. Hello em. Này, nhưng mà anh gặp em ở đâu rồi sao ấy nhỉ? Chưa bao giờ. Thế à, chưa bao giờ. Đấy, ngon chưa? Chụp kiểu ảnh nào. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Anh em muốn thử xem là biết là cái chất lượng rượu nó tốt hay không này. À, các bạn nhìn này, đấy. Cái bọt nó rất là mịn, tan rất là từ từ luôn. Đấy, đây này, đây là cái chân giò này. Đấy không? Vừa mới luộc xong thơm, nước mũi luôn. Này, anh em thấy không? Đảo đều lên. Cho thêm miếng nước canh nữa mà. Mời anh em nhá. Đây, mời anh em ạ. Ngon. Làm quả mặt lợn đấy nó ngọt lắm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên Cán Cấu. Chợ phiên này thì nằm cách thủ đô Hà Nội là khoảng 5 tiếng ô tô nhé các bạn nhé. Và phương tiện đi đây thì các bạn biết rồi. Đấy là chỉ có đi bằng ô tô thôi chứ không có máy bay. Hôm trước rất nhiều cô chú ở bên nước ngoài hỏi là Hải ơi, anh chị muốn đi chợ phiên thì có đi máy bay được không? Bảo là chợ phiên thì không đi máy bay đâu nhé. Còn chợ phiên Cán Cấu này thì được họp vào thứ bảy hàng tuần các bạn ạ. Và đây là một trong những cái chợ phiên còn rất nhiều những cái vẻ gọi là hoang sơ của khu vực vùng núi phía Tây Bắc Việt Nam nhé. Đấy. Nhiều anh em cứ bảo là sao anh Hải ra này hay giới thiệu chi tiết thế, bởi vì là rất nhiều cô chú ở bên nước ngoài xem ấy, mình cũng muốn là truyền tải một số những cái nội dung đặc sắc chợ phiên ra để cho các bạn bè trong và ngoài nước có thể biết đến chợ phiên của Việt Nam. Nên là nhiều khi là giới thiệu cụ thể, với lại là trên video thì nó sẽ có những cái phụ đề ấy. Đấy, mình sẽ để phụ đề bằng tiếng Anh để cho mà ai cũng có thể biết được là cái chợ phiên của Việt Nam mình. Dạo này thì cũng đang định hướng nội dung để hướng đến một số những cái quốc gia ấy. Đấy, nên là view nó hơi tụt, mong mọi người hết sức thông cảm. Nhưng mà cái hoa này đẹp quá anh em ạ. Bao nhiêu tiền một cây này đây? Cây kia á? Ờ. Cây là 200 nghìn đấy. 200 nghìn một cây này à? Vâng. Ây da. Đẹp phết nhỉ? Đẹp đấy. Đây này. Đẹp đấy. Anh em nhìn cho ra nắng một chút thì thấy nó mới là đẹp này. Đúng không? Đó, 200 nghìn một cây này. Đấy. Đây là bà con gọi là nuôi xong rồi mang ra bán này. À, trồng nhờ mẹ nuôi. Đẹp quá. Ở đây còn rất là nhiều luôn này. Gia Lộc đúng 150 rồi. Hả? Gia Lộc đúng 150. À, Gia Lộc là đúng 150, có nghĩa là vừa đây là vừa đây là có một chút gọi là nói thách. Đấy, gọi là nói thách bảo 2 lít nhưng mà Gia Lộc còn 150. Ok, cảm ơn nhá. Cái này bao nhiêu tiền một con đây? 300 nghìn một con à? À. Nhìn mấy chú này nhìn yêu nhỉ. Ấy, nhìn bạn này đáng yêu chưa? À. 300 nghìn một con đực hay con cái thì đều giá giống nhau luôn. Đấy, ở đây thì có rất nhiều những loại rau này. Đấy, lá lốt này. Nhớ không? À, còn đây là cái cối làm bằng đá nhá các bạn nhá. Ở đây là bà con làm thủ công thôi. Đấy, tự đục tự đẽo. Thôi được cái nào thì mang ra bán. Có đây là củ này là củ đương quy này. Đấy, cái loại này thì ninh với cả gà hay là chân giò đều rất là ngon. Ô, này vẫn đang mùa măng à? Bao tiền một cân này đây? 10.000 thôi. 10.000 nữa à? Cái này mang này đi lấy ở Bảo Yên à? Không, Bắc Hà thôi. Bắc Hà có à? Có mà. Ở chỗ nào? Bản Liên. Bản Liên nhiều à? À. Đấy, đây là măng ngọt đúng không? Đúng ạ. Ừ. Nhà. Nhà còn nhiều không? Có. Hôm nào cho mình vào đây đào với nhá. Okay. Anh trèo đồi hơi bị kinh đấy, đừng có đùa. Thế cái măng này là măng nứa à? Vâng.
À. Hả? Măng vầu á? À. Ôi, măng này là mới luộc xong nhưng mà chưa muối chua đúng không? Vâng. Chỉ gọi là luộc thôi. Luộc. À. À. Bao tiền một bó này? Cũng 10.000. Cũng 10.000. À. Măng này được 10.000 một cân. Vâng. Măng này 10.000 một bó. Vâng. Thế mua cái này tiện lợi hơn chứ? Đấy. À, đấy. Cái này chỉ một kiểu. Nó lại không ngon bằng cái loại. À. Nhìn thì nó lại không tươi ngon. Các bạn hết sức thông cảm nhé, bởi vì cái chợ này là họp cũng một phần ở ngoài đường ấy. Đây là bà con thích ngồi ngoài đường ấy, nên là không mất tiền cổng chợ. Nên là thỉnh thoảng. Có mất không? Có chứ anh. Nó vẫn thu à? Có, thu 20.000 đấy. 20.000 à? Bán được lời bao tiền mà thu 20.000? Nhưng mà nó thu thế mà thôi. Thế à? Cái chợ nó thu thế mà. À, à, à. Đấy. Đây, rất nhiều măng, anh cảm ơn nhá. Đây. Chào anh. À. Anh Hải đúng không? À. Lợn ơi. Hết quả đang bắt tiền đấy. Đây. Lợn con. À. Đây là người đẹp bán xôi xinh nhất chợ. Đây là nhiều loại xôi. Xôi nếp đấy các bạn ạ. Xôi ngũ sắc. Có đủ 5 màu không? Đủ 7 màu anh. Thất sắc luôn à? Xôi ngũ sắc. Chào bà nhá. Đây gọi là cà rái dê anh em nhé. Ớt khô này là 50.000. 50.000 một sâu rồi phải. Bây giờ bao tiền một sâu ấy hả cô? 50.000 à? Đấy. Chi vản à? Ồ. Chi vản à? I ơ au play blow. Tiếng Mông của mình thì hơi kém anh em ạ. À. Ô, chị này mang ăn vitamin go go đi. Con này bao tiền đây? Hả? Bao tiền? 800. 800.000 con này à? Nó lấy à? Hả? Nó lấy à? À có người lấy rồi à? Bán rồi. À bán rồi à? Ừ. À bây giờ mang đi cho nó thôi à? À. 800.000 con này to phết nhờ mà 800.000 đấy. Anh em thấy rẻ không? Con này phải hơn 20 cân. Đấy, khu vực chợ gà. Đây, đã mua được con lợn về rồi đấy. Anh em thấy không? Con này mua bao nhiêu tiền? 1.2 triệu. Hả? 1.2 triệu à? Đó, cái lợn gặp nách đấy các bạn ạ. Nhìn đến đâu nhưng mà lợn gặp nách đấy. Tại sao mà mình trò chuyện vui vẻ với mọi người thế? Bởi vì ở đây ai cũng biết mình các bạn. Đây, đây có một con nữa. Đây là ngoài có loại giống gà vịt thịt ra thì còn đây đây là mấy cái con ngan nhỏ nhỏ này. Này. Chị nhìn thấy cái chim của nó chưa? Hả? Con đực. Vâng. Ngan xô là bảo là ngan xô chứ không bao giờ bán hàng. Đấy, anh em thấy không? Có ngan này. Thì nguyên đực không? À. Thế chị này chị đang nói là bán đực cái. Mà ta. À, khu vực dưới này ấy, là có một cái khu chợ dành cho chim nhé. Chợ chim họa mi các bạn. À, đây là một em chó nữa. Nó ngủ hết à? Gọi nó dậy đi. Em bán bao tiền một con này? 300.000 đấy. Bán chó này có khuyến mãi thêm gì không em? Nè, tưởng bán chó khuyến mãi thêm người chứ. Thế bây giờ mua về nhiều này là ai chăm? Anh muốn mua hết nhưng mà không có người chăm. Mình chăm thôi. Nhưng mà bây giờ chỉ cần anh có cơm cho nó ăn được. Không, nhưng mà không có người cho nó ăn. À, ở đây có một cái giống này gọi là giống chó gọi là mông cộc nhé mọi người, nó bị cộc đuôi kìa. Con này bao tiền hả chị? 1.5 triệu à? À. Đây là chó mông cộc ấy nhỉ? À. Nó bị cục đuôi từ bé đấy. À, thế có bán hết lô này không rồi thuê em về chăm luôn được không? Hả? Em làm sao về chăm được? Anh lấy có thể bớt. À, nếu anh lấy hết có thể bớt á? Vâng, anh lấy thì bớt. Nhưng mà anh không có người chăm, em phải về cho nó ăn cơm cơ thì mua hết luôn. Cảm ơn em nhá. À. Đây.
đây đây một con nữa. Đây là cái chợ này chủ yếu là người dân tộc Hơ Mông nha các bạn nhé. Cũng khá là nhiều các đồng bào dân tộc thiểu số như người Tày, người Nùng. Ui, con này mặt nó nhiều vết thương, con này chắc là hay cắn nhau. Khu vực phía dưới này thì rất nhiều các loại lợn, nhưng mà lợn nó có hai loại, một là lợn giống, hai là lợn thịt. Thì những con mà như thế này ấy, là lợn để thịt thôi nha. Đấy. Còn những con mà nhỏ nhỏ này thì vẫn có thể nuôi được các bạn ạ. Đấy. Nên là làm giống. Đằng này mình nhìn thấy một con lợn à, nhìn rất là ngon luôn. Đây. Chào tráng sĩ. Đây là con này nhìn rất là ngon. Con này bao tiền đấy? 3 triệu. Là thành bao tiền cân? 80 nghìn à? Chưa cân. Tù mù à? Ừ. Thôi. Ông đừng có bảo tù mù, nhà ông chỉ cân rồi. Không. Hả? Không, chưa cân đâu. Con này được khoảng 50 cân đâu anh? Thôi. Con này 40 cân. Hỏi ông này là con này được 50 cân không? Ông chủ lợn thì bảo là hơn, còn ông đứng bên cạnh bảo nó chỉ được 40 thôi. Ảo tất đấy. Thế à, 40 cân thì nó khoảng bao tiền cân nhỉ? 3 triệu thì là 80 nghìn. Nếu mà anh em nào mà công ty hay là gì đấy mà mua cái này về mổ nó đẹp luôn này nha. Vừa miếng, đẹp. Đấy. Thôi quất đi gì nữa, quất đi, mua đi, là cần gì phải làm giá. Vâng, kiểu mình chụm kiểu phá đám ấy, hiểu không? À. Rất nhiều các tay buôn cứ bảo sao anh Hải ra chợ phiên quay lộ hết cả giá của bọn em, không bán hàng được. Đây khu vực bán chim, chim họa mi ấy. Đây, họ bán chim mà còn bán luôn cả cái lồng. Đấy. Lồng này làm bằng tre nha các bạn nhé. Rất là chắc chắn. Chim mà nhốt vào đây luôn. Đây các dân chơi đang xem chim. Đấy. Các phu chim từ các nơi này, từ Hà Giang qua này, 27 này, từ Điện Biên này, các nơi. Các nơi tụ tập về đây nha. Đây, phía dưới này còn rất nhiều chỗ bán chim nữa, nhưng mà thôi bây giờ mình đi lên để quay khu vực chợ ẩm thực để giới thiệu với anh em. Mình đói nhá. Mình cũng biết làm tiếng kêu ấy. Ủa em phải xinh ấy. Hello em. Đây này. Đi đâu này? Chợ anh ạ. À, đi chợ đâu anh? Đi quanh, đi dạo thôi. Ờ, nhưng mà anh gặp em ở đâu rồi sao nhỉ? Chưa bao giờ. Thế à, chưa bao giờ. À, đây là mẹ à? Vâng. À, kia là con à? Vâng. À, thế chồng có đi không? Không, chồng đi làm rồi. Chồng đi làm rồi à? À, ôi, bao nhiêu tuổi rồi? Em 18. Mình lấy chồng là mấy năm à? Mới năm ngoái mà. Thế à? Vâng. Thế là 16, 17 đã yêu rồi, đã lấy rồi. Rồi, cảm ơn nhá. Nhà ở đâu anh? Nhà ở Sán Trải. À, Sán Trải à. Xinh nhất chợ. À, cảm ơn. Ở đây nếu mà các bạn nhìn thấy muốn ngắm thật nhiều cô gái Hơ Mông xinh đẹp thì các bạn đến đây vào cái dịp lễ hội đầu xuân năm mới các bạn ạ. Đấy. Các bạn nhìn cái mõm con lợn này, đây, những cái mõm con lợn này, hiểu không? Nó hở ra này, nó để thở thôi. À, như này thì nó rất là ngoan. Nó không kêu nhé. Đây là bà con mang ở trong bản dân dã. Con gà này bán bao tiền đây? 400. 400 à? Đây các bạn nhìn thấy con gà mà chân nó có cựa này này. Đấy, đây này. Nhìn cựa này này. Là gà này, gà rất là ngon đấy. Và nhìn cái móng của con gà này, thấy không? Đấy, nó phải kiểu vát vát đi này. Đây là mấy gà xịn, gà chạy bộ. 400 nghìn à? À. À, nhìn đây này, đây này. Đây này, gà trống luôn đấy, đúng không? Đẹp quá. Ngày xưa nhỉ, mình ở nhà ấy, hay khi nào mà nhà có mổ những con gà sống như này ấy, thì lấy cái lông ở cổ này để làm cái quả cầu á, đá cầu á. Con này khoảng mấy cân? Khoảng 3 cân mà 400 nghìn thì
Vị chi là khoảng rơi khoảng trăm hơn 130 một tí. Hơn 130.000 cân. Đấy. Ngon đấy, con này mang về mà nấu lẩu thôi rồi luôn. Thôi, mời anh em lên trên. Chào Tráng Sĩ nha. Ok. Sắp bài ạ. À, đấy, anh em toàn cảnh khu chợ này. Chợ lợn. Chợ lợn. À, chợ lợn, chợ chó. Khu vực trên này là khu vực chợ ẩm thực. Đấy. Đây là có rất nhiều những cái món ngon. Nhưng mà giờ mình sẽ đi tìm xem có cái món yêu thích của mình không. Xin chào. Hôm nay có ai không anh? Có cái gì nhỉ? Có ai bán lợn cấp đách không nhỉ? Hả? Chào bà nha. Bà có mổ lợn cấp đách không đấy? Đây. Đây là cái nồi mèn mén. À, nồi ốc đậu các bạn ạ. Ốc đậu. Bà ơi, bà lôi cái lòng lên con quay tí nào. Đây là cái lòng dồi các bạn ạ. Lòng dồi chợ phiên ngon lắm. Chín chưa bà? Bà nhấc nó lên cho con. Chưa được à? À. À. Được không? Đấy, ngon chưa? Chụp kiểu ảnh nào. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Cảm ơn bà nhá. Vâng, con đưa đi quay cho mọi người đã. Hôm nay con gái bà nó không ra chơi à? Giờ này em nó đi đâu rồi? Giờ này đi đâu rồi? Cái đứa đợt trước đây. À? À đi làm rồi à? Đây là khu vực bán rượu ngô này. À. Bảo nó có đi đâu? Đây là rượu ngô này. Đấy, trong như kiểu là nước ấy luôn. Anh em muốn thử xem là biết là cái chất lượng rượu nó tốt hay không này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Cái bọt nó rất là mịn, tan rất là từ từ luôn. Nhìn thấy không? Đấy. Loại này là loại bao nhiêu tiền một lít đây? 20 mà. À thế à? Không rẻ đấy. Rẻ quá rồi. 20.000 một lít rượu ngô. Cảm ơn nhá. Chào bà. Không ai mổ lợn cấp lách nhỉ? Mình khoái thèm món lợn cấp lách anh em ạ. Lợn cấp lách như vừa nay ở dưới chợ kìa. Hôm nay có mổ lợn cấp lách không hả bà? Không mổ à? Vâng. Đấy, như các bạn biết là dạ. Đây, đấy, anh em thấy không, che cái đầu đi. Nó lại vi phạm mất. Bán mất một cái đùi rồi à. Cà này bây giờ bao tiền một cân này, một lạng mà 50.000 à? Ở chợ phiên nha các bạn nha. Gà đen bán 50.000 một lạng các bạn ạ. 50.000 một lạng. Đồng nghĩa với việc là 500.000 một cân. Gà ta. Đấy, thấy không? Nên là khi mà các bác đến nhà hàng Smart TV ăn một con khoảng cân 2 480.000 thôi. Ok, con cảm ơn nhá. Arigato, thank you. Ok. Thank you. Béo hết nhỉ? Ăn nhiều quá nên béo. Ô. Người đẹp dơ này lên. Đấy, đây này, đây là cái chân giò này. Thấy không? Vừa mới luộc xong thơm nước mũi luôn. Thầy bán hàng tốt không chị? Cái má lợn này bao tiền một chiếc đấy? Má lợn này. Hả? Cân lên mới biết được nhỉ? Cái má này cũng phải cân á. Thế bán bao tiền cân thử thế nào? Lấy cả cá à? Cả đôi đi. Cả đôi á? Hả? Cầm dơ lên, cầm tay dơ nào. Nhưng mà cái này cũng không có nhiều thịt mấy đấy nhỉ? Có. Hả? Mà cái này bao tiền một đôi này? Cả hai cái đấy 150. Hai cái 150? Quyết luôn. Cho vào đĩa. Khuỵch.
Ngồi đây được không? Chị? Ngồi đây được không? Được. Ok, cho đĩa cho em nhé. Làm bát nước chấm đấy nhá. Rồi rồi, làm bát nước chấm. Không. Đây có ấy rồi, nhà có bán áo không? Bán hết rồi. Cho cái này ra đĩa đây đi. Cho cháu chụp tấm ảnh với chú ạ. Ok. Ở đâu đến đây du lịch đây à? Thành phố Hòa Bình. Ở đâu? Thành phố Hòa Bình. À, 28 à? Dạ chú. Ừ, chào con. Học thật giỏi nha để... Ôi, cho đi du lịch nha. À. Thôi, mình xem thì cứ bảo, cứ đổ cho con. Có ốc lợn đâu? Bán cho anh một bộ. À, ok con, rồi đây. Đấy, suốt ngày xem ăn và xem ăn. Rồi. Đấy, thỏa mơ ước nhá. Đây mình xem này, mình mua bộ óc để làm bát nước chấm gọi là thần thánh. Đâu bán cho anh bộ óc nào? Ông lợn đâu? Các bạn khi mà đi đến cái chợ phiên Cán Cấu này, cái thời điểm tốt nhất này là các bạn nên đi vào tầm khoảng 6 giờ sáng nhé. Lúc đấy là mọi người vừa vớt đồ ăn ra, nó còn rất là nóng hổi luôn. Đấy. À, cho cái kia ra đĩa đi. Ờ, chờ này có ai còn ốc không? Còn ốc lợn không mà? Hả? Cho con một bộ nào. Bao tiền đấy? Ăn ở đâu? Không ăn ở đây à? Không. Mua người ốc thôi. Hiện tại thì nhà mình đang bán chẩm chéo nha các bạn nha, 100.000 một lọ nhá. Đấy. Và bên mình thì trong các buổi săn sale, các bạn trong các buổi live stream của bên Sapa TV ở trên Facebook hoặc là trên TikTok thì các bác có thể săn sale với cái giá cực kỳ là hời luôn nhá. Đấy. Nên là trong mỗi buổi live thì nó sẽ có những cái chương trình siêu khuyến mãi chẩm chéo Sapa TV đây, khi các bạn đóng nó chặt như này này. Còn tất cả các bạn mà khi mua chẩm chéo mà các bạn mở ra mà lắc như này mà nó không, nó rơi ra ấy, thì đồng nghĩa với việc đấy là hàng giả nha các bạn nhé. Đây, nhìn thấy hàng nhà mình chưa? Rất là thơm luôn. Đây là cái nước chấm mà làm nên tên tuổi Sapa TV. Đây, các bạn thấy không? Đây. Không cần pha nhiều đâu. Vì bản thân mình là ăn ít ít cay thôi. Đấy. Cái này các bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là để ở ngoài tùy, nhưng mà để được khá là lâu. Đấy, mình dầm cái óc lợn này ra này. Dầm ra. Chị ơi, cho em một bát nước dùng đi. Đây người ta gọi là nước chấm thần thánh nha anh em nhé. Chấm mà cả thế giới luôn. Nhưng mà khuyến cáo luôn cho anh em là ông nào mà ăn được cay ấy, ăn được cay thì hạng mua nhé. Còn nếu mà không ăn được cay thì thôi. Tốt nhất là đừng mua bởi vì là bản thân nó rất là cay. Không, lúc mà bố không ăn được cay, các bố lại đánh giá nó khách quan. Không cần, cho em tí nước thôi. Đây, khi mà các bạn ở nhà, cái chỗ này ấy, là có thể là cho khoảng 20 người ăn đấy các bạn ạ. À. Đây. Đây là cái bát nước chấm gọi là thần thánh này. Cho một chút nước vào. Nào. Đây, anh em thấy không? Đảo đều lên. Thó thêm miếng nước canh nữa mà. Đây. Này, cái này là bao ngon luôn anh em nha. Đấy. Mình thích dầm óc nó kiểu mà nó còn nhỏ nhỏ này ấy, nhìn nó ngon. Còn nhiều anh về cho máy xay sinh tố xay cũng được, chả sao mà. Nhưng mà đây nó mịn quá. Chào các tráng sĩ nha. Mời các tráng sĩ ăn sáng. Đi hơi xa để ăn sáng đúng không? Đúng rồi, từ Vinh vào đây. Từ Vinh à? Nhưng mà anh xem kênh nào để đi đến đây đấy? Đấy, ít nhiều có tội đấy, nặng phết đấy. Wow.
cái nước dùng ngon. Thiếu áo đậu mèn mén nhà mình có bán áo đậu mèn mén không nhỉ? Đâu? Hả? Các bạn bên kia gì? Đi ra đây để mua áo đậu mèn mén đó. Đằng nào cái kia nó còn đang nóng. Ba ơi, cho con 10.000 ốc đậu với cả 10.000 cái mèn mén này. 20.000 này. Mỗi thứ chỉ cần 10.000 thôi. Ăn ra chợ phiên ấy thì ăn trải nghiệm cho nó phê, nhưng mà không ăn được nhiều đâu, đừng mua nhiều nhé. Ồ, đây là canh đậu này. Đấy. Ở đây là nấu có rau cải này. Các bạn thấy không? Ngon lắm, này đúng món mình thích luôn. Thôi được rồi, thế thôi, không cần nhiều, cho thêm mèn mén đi. Rồi, tuyệt vời, thôi thôi. Thế này là quá nhiều. Hôm trước khi mình làm video lên, có người comment vào cái món này, mèn mén này giống kiểu món cám cho lợn ấy. Thì thực sự các bạn ạ, làm đúng là ngày xưa thì cái món này cũng ngô nghiền ra để cho lợn thật. Hello các người đẹp. Ăn hết chưa? Anh gọi thêm thì hai đứa mình cùng ăn. Đang giảm cân, khổ thế đấy. Mình từ bé là chưa giờ nghĩ giảm cân. Ok, thank you. Không cùng ăn cùng à? Tí ăn sang. À. Tí sang. Tí sang giao lưu nha. À ý hỏi là xin tố lúa mạch cái này. Đây mình ăn chay. Anh em với tôi quả ăn chay uy tín nha. Chị ơi thì có cái dĩa hay đôi đũa không? Đâu? À đây. Cái này hôm nọ về chỗ em Kiều Văn Thái đấy. Đấy, cái này là phải biết cách lấy thì mới lấy nó ra được nhá anh em nhé. Đây này. Đấy, chọc qua đây. Không phát là ra hết thịt luôn. Đấy anh em thấy không? Này. Thịt ở đây mọi người làm rất là mềm luôn rồi. Đấy. Đây, anh em thấy không? Cực kỳ ngon. Đã. Đây quán nào ăn ngon đông rồi. Quán nào giống nhau hết. Cứ ngồi quán nào mà đồ nóng hổi là khật thôi. Hello anh. Mời anh em nha. Đấy. Ăn uống nó nhẹ nhàng này thôi. Có các chị em đứng cạnh hơi ngại. Đây là cái nước chấm mà làm nên tên tuổi Sapa TV ngon lắm. Nhớ. Anh em thấy uy tín là cái loại này mà chan cơm ấy. Ngon. Không ạ. Chấm chéo đây này. Hai vợ chồng bán cái này đấy. Nè. Cái này là bán 100.000 một lọ. Đấy. Có ăn thì lấy đi chấm. Tối nay còn lên trên Sapa. Tối nay vào nhà hàng Hải đấy. Tối nay vào nhà hàng em à? Ok, cứ đi qua nhá, tối nay giao lưu nhá. Đó. Đi cho anh Hải với Thinh nhá. Ok. Vi dạ. Hải cứ đưa cả công ty lên đấy. Dạ. 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 Em cảm ơn. À vào đấy hả? Dạ. Em chụp cho anh chụp đấy. Đúng mà. Hả? Nhờ bà chụp ấy. Tức là anh em họp ở Vinh. À. Anh để lên đây luôn. À. Đi một tuần sáng đến đây đấy. Đấy là phát tướng rồi. Ôi ơi. Cẩn thận cái ghế. 1, 2, 3, 2, 3. Rồi, ok. Thank you. Dạ. Chiều gặp lại nha. Ok, chiều gặp lại nha. Nhà hàng Sapa TV nha. Số điện thoại là 056-345-6789 nha. Có hết rồi đúng không? Nhìn vào nhà biết rồi. À. Đúng không? Này. Ủa. Vâng. Ok anh rồi đây anh. Để mua cái chèo chèo này lại.
Ok, chụp chưa, chụp chưa, làm miếng, làm miếng, làm miếng, làm miếng. Hả? Cây là cây bọt. Mày có bán cái chồng kéo này để mang lại bọt chồng? Không, không, không mang đi nhưng mà để tặng mọi người luôn. Mà cầm sang bên đây ăn đi. À, nha. Cảm ơn nha. À, mua một bộ ốc lợn. Khoảng 10.000 thôi, mình dăm dăm ra. Nha, xong rồi, ok. Một ốc heo này mua đâu hả? Đấy, hỏi xem nhà nào có thì mua thôi. Xin chụp lại được không? Ờ, được, ra đây con. Cười tức là gì? Em thấy con thì em giống anh. Ê, chết tôi đi. Vừa gặp nhau đấy nhá. Giống cực kỳ luôn. Cơ bản là nhiều khi là lúc đang mang bầu cũng xem kiểu Sao TV nhiều ấy, nên là nó giống nhá. Chết thật, hai vợ chồng đứng cạnh nhau bảo con em giống anh này. À, mời anh em ạ. Ngon. Tới đây, cái mặt lợn đấy, họ nhìn rất là mềm, ăn nó sướng. Và cái thịt lợn đây nó là lợn đen, lợn bản, rất là ngọt anh em nhá, ngọt lẹm luôn. Tôi thích cầm cái bát này hút quá anh em. Ăn chưa? Hả? Đấy, ngồi đây, ngồi đây. Đây, làm một cái. Đấy. Mỗi nghe một cái. Đấy, ngồi đây. Có gì đâu. Đấy. Hả? Đấy. À. Cũng muốn mời anh em nhưng mà người anh em chắc không chơi cái món mặt này. Hello anh. Chào anh. Dạ. Bọn em ở Nghệ An à? Tận Nghệ An à anh? Dạ. Xin anh kiểm định. Ok anh. Dạ. Rồi, ok anh. Dạ. À, thank you anh, ok. Dạ. Em ơi, giờ nhà em kêu lên xe ba lên quản anh. Vâng, vâng, chiều qua nhà hàng ủng hộ anh nhé. Dạ. Dạ, ok, thank you. Cảm ơn anh. Anh làm miếng, làm miếng. Đây. Quật luôn, dạ, ok. Đây. Ê, anh ra đây, ra đây. Ăn nó phải là nóng hổi, đấy, đứng ngồi, đứng ở đây. Đây, anh em. Tay sạch yên tâm nhé. Rồi, ok. Này, làm ăn ạ. Đây là nước chấm thần thánh này. Rồi. Này. Nha. Ok không? Rồi, cho tôi chén được rồi. Ha. Tự hào được anh Hải đủ đắn. Chú luôn, tự hào. Đây nhá. Dạ. Chơi luôn miếng to nhá. Dạ, đúng dạ. Kiểu trên TV dạ. Luôn. Búp luôn con mắt nhá. Dạ. 1, 2, 3. Búp. Đấy. Ăn nó phải là phồng mồm giữa mép đằng sướng. cẩn thận nghẹn nhá. Lên đi viện vào mẹ. Ok ok. Đấy. Toàn những anh chị yêu quý Sapa TV ấy. Đấy. Nhiều khi anh em cứ bảo là ông này đấy. Anh em thấy không? Có phải là ăn uống anh em cứ bảo mình là ăn uống xấu với nọ kia nhưng mà thực ra mình cứ nghĩ theo một cách tích cực đi. Ăn làm sao cho nó thật ngon miệng là được các bạn ạ. Đấy, đây. À, mời anh em. Đấy. Ngon. Đỉnh quá đỉnh. Đây là món ốc đậu. Đây là cho rau cải và ăn rất là mát. Nóng quá. Đây là chợ phiên cán cấu các bạn nhé. Đấy. Tây Bắc Việt Nam. Bây giờ mình truyền tải rất nhiều những cái thông điệp về chợ phiên ra cho các cô chú người Việt xem rồi. Bây giờ mình muốn Tây cũng xem. Những du khách ở nước ngoài họ xem video của mình, họ phải ra chợ phiên đấy các bạn. Đấy, để ủng hộ bà con mình chứ đúng không? Ừ.
cái rau cải này họ cho vào nấu với cái canh đậu này, nó là rau cải mèo, ăn hơi nhạc 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 cổ tí, nhưng mà khi mà các bạn nuốt xuống cổ họng rồi bắt đầu nó mới vị ngọt. Khi mà các bạn ra chợ phiên ấy, ăn ấy, lưu ý là mấy cái bát ở chợ phiên ấy, nó hay bị mẻ này, nhá, nó hay bị mẻ này, cẩn thận nhá, không phải mình và mồm một phát. Riêng cái bát này là 1, 2, 3, 4, 5 vết mẻ, cẩn thận anh em mà lia ngang phát cái này là rách mõm, rách mồm luôn ạ. Đấy là đôi điều lưu ý khi mà anh em ra chợ phiên. Có cái bát nhỏ, cho em mượn cái bát nhỏ nào. Làm tí mèn mén này cho nhớ, mèn mén này no lâu lắm anh em. Ăn này à. Rồi, xin anh cảm ơn. Đây là mẹ chị nè. Không phải. Không à? À. Hàng xóm nè. Ừ, bà xin chém mà tốt lên ạ. Vâng, cho biết rồi, bà xin chém mà. Đây là cách ăn cái mình giải thích rất là nhiều rồi. Ồ, đây có ông cụ. Ông ăn sáng chưa? Chưa. Thế con mời ông vào đây ăn sáng đi, làm mắt phở con gửi tiền cho. Đây, ngồi đây. Xong rồi tí đi bán con này luôn. Ông bán con này bao tiền đi bán hay đi mua đây? Bán đi, anh đeo cho mà. Bán à? Bao nhiêu tiền con đấy? 5 rưỡi. Hả? 5 rưỡi á? 5 rưỡi á? 5 rưỡi à? Thế ngồi đây ăn đi xong rồi tí nữa đi bán. Ngồi ăn sáng hay chấm mời? Chưa ăn sáng đâu. Đấy, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ơi, cháu trả tiền cho một bát phở bảo ông đi. Mình trả tiền đi. Ai, làm quả mặt lợn đấy nữa, ngọt lắm. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đi. Ngồi đây. Ừ. Đấy. Rồi, mày quá. Gọi hai miếng này ra nhá. Ngon rẻ quá nên là mày quá gọi chú. Cho em mượn cái bát to đây để đựng cái này cho ông nào. Đấy. Đâu à? Vâng. Đây cái này là cái mới nhá, chưa. Đấy, ông chấm đây này. Cho ông một bát phở đi. Nhà ông có ở xa đây không? Nhà xa cái Lộc Thịnh đấy. Thần Long Phinh à? Ở Lộc Thịnh. À. Mang con này đi bán à? À. Bán lấy tiền để làm gì? Mua quần áo, già là mua quần áo. À, già mua quần áo à? Già. Ông ngồi đi ăn sáng đi. Tí nữa cháu mua luôn con chó cho, mua luôn. Ok. Tí mua về tặng cho bếp trên bản. Ông ăn đi. Này, này. À, ăn cái này ngon lắm. Này. Cái này nhiều thịt này mà nó. Mình lấy cái thịt ra cho ông nhá. Vì ra đây gặp nhau, ra chợ phiên gặp nhau, nó là cái duyên các bạn ạ. Đây, đây ông mời ông. Đây, ông cầm bên đấy. Ông chén đi. Đây, cái này cho các bạn nhỏ này. Ê. Ê, chén đi. Ông năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70 tuổi rồi à? Già rồi. Không, còn trẻ lắm. Già rồi. Không, nhìn ông nó rất là phong độ luôn đấy. Cái râu này trắng hết là già rồi. À, cái râu này trắng hết là già rồi à? Nhà không làm được cái gì bà? Nhà không làm được cái gì à? Thế ở nhà còn nhiều con chó này không? Con đẻ con này. Có con mẹ đẻ con này bán luôn. Đẻ ba con. À. Ba con thì bán một con à? Bán là hai con rồi. Con tham gia hai con rồi. À. Con cái không bán. À, con này không bán à? Bán con này. À, bà con có được à? À. Nhà còn con cái. À. Có nghĩa là nhà ông ấy là đẻ được ba con. Em ơi, ăn sáng chưa? Nhà đẻ được 3 con. Thì một con đực, hai con cái thì giữ lại để làm giống, một con đực bán. Uy tín. Ông ăn đi.
Ông ăn cái này cho nó ngon, ăn nóng nó mới ngon. Ăn nóng mới ngon. Giờ thì hai ông con là tranh thủ ăn trò chuyện ăn thêm một chút, lát nữa tiếp tục đi quay chợ chia sẻ với anh em nhé. Vừa rồi tính mua con này về để tặng cho bếp trên bản. Nhưng mà thôi, có khi là mua con này tặng cho ông lão luôn. Con này bao tiền không? 500. 500 à? Con gửi không? Đấy. Xong rồi con tặng lại cho ông luôn, ông mang về nuôi nhá. Ông mang về nuôi. Khi nào mà... Vâng, chào anh. Con mua con mang về. Khi nào mà ông nuôi lớn thì ông mang ở đây nhá. Tặng ông luôn. Tính mang về tặng cái bếp xuất bản. Nhưng mà mình còn đi quay này ấy, thì sợ là nó xa ấy. Nên thôi tặng ông luôn. Có như là biếu không? Mang về nhá. Mang về nuôi nhá. Rồi mang về nuôi đi. Cho nó đủ ba con. Cho nó có đủ con gái nhá. Ok. Giờ thì mình tiếp tục đi chợ phiên để quay chia sẻ với các bạn nhá. Xem là trong chợ phiên có những cái gì. Đấy, khu vực chợ phiên này cũng là niềm cảm hứng cho rất nhiều các nhiếp ảnh gia. Hello, xin chào. Hello, ăn sáng à? Đấy, nhờ những video của Hải mà rất nhiều các cô chú anh chị đến những cái chợ phiên ở vùng sâu vùng xa, mình cảm thấy rất là vui các bạn ạ. Chào ông. Anh là chồng của bạn Phạm Chi Tuyên này đúng không? Đúng rồi. Bạn của lớp nhé. Bạn của lớp à? Bạn của lớp bây giờ bán quần áo đây à? Chứ học cái gì? Học pháp lý à? Ok. Cảm ơn nhé. Mình vừa ra khu vực phía ngoài rồi. Đây là Tam Thất này. Hello em. Loại mà to nhất là loại nào? 6 củ một cân à? Đây này, Tam Thất này. Đấy, bà con vừa đi gỡ ở trong nương này luôn đấy. Đây là nụ hoa Tam Thất nhé, uống rất là tốt luôn. Các bạn nào mà chưa biết công dụng của nụ hoa Tam Thất này thì có thể là alo cho Hải, Hải sẽ ship đến tận nhà luôn. Đấy, đây, Tam Thất. Wow, đương quy này. Đây là các loại giống rau cải. Đấy, các loại giống rau. Ô, đây là những cái chảo nấu thắng cố này các bạn ạ. Bà con mua về thì nấu cám lợn. Cái này là bán giống ngô à? Ngô. Vì là cái chợ phiên ấy, một tuần họp một lần, nên là bà con tranh thủ ra để mua những cái vật dụng cần thiết ấy. Ơi bạn này. Cẩn thận xe. Cái này bán cái gì đây? Vâng. Đỗ này. Này giống như kiểu cây lúa mạch ấy nhỉ. Đấy, mang về làm đề co. Cái này là 50.000 à? Bao nhiêu tiền? 50.000 à? Cây này là cây lúa mạch đúng không? Chi bầu à? Ô, anh em ơi, quả trứng ngỗng à. Cho anh xem tí thế nào. Bao nhiêu tiền một quả này đây? 40. Hả? 40 à? Cái này là quả trứng ngỗng. Cái này mấy cái bà mà hay mang bầu ăn đúng không? Em chả biết. Khoai này. Đây các bạn này. Khoai rất là ngon. Loại khoai này cực kỳ là bở luôn nha anh em nhé. Khoai này bở lắm. Đây là mật ong ruồi. Họ có cả cái bầu mật như này luôn này. Đấy anh em nhìn thấy không? Mùa này chưa, đây bây giờ là đầu vụ ong rồi đấy.
Hôm nọ mình có đi lấy ong nhưng mà cũng không được nhiều lắm. Đấy, lên mật ong. Ui, nguyên túi đây. À, mật ong bà con tự đi thu hoạch ở trên trên núi về đấy anh em ạ. Du khách nước ngoài rất là thích thú với cả các cô các bà ở đây. Đây là chổi chít này. Đấy. Đẹp nhỉ. Rau cải siêu sạch luôn. À mà còn bên này nhá. Đây là mía xương gà. Ai bánh bao nóng nào. Chào nhá. Mía mía xương gà mềm mềm ngon. Dạ. Bao tiền một cây này? Cái này người Mông trồng à? Ờ, người Mông trồng. À. Dân tộc Mông tự trồng. Dân tộc Mông tự trồng, ok. À. Còn đây là cà chua. À. À, các bác thấy không? Chợ đông vui rồi. À, lại gặp lại cả. Đi về đi. Về đi về đi nhá. Về nhà nhá. Ờ, về nhà đi. Mang con này về nuôi nhá. Nuôi ok ok. Rồi. 100.000 chiếc, 100.000 6 chiếc. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây là không phải là mang thật nhiều ra bán đâu mà người ta có bao nhiêu ấy. Người ta sẽ mang chủ động ra bán thôi. Đấy. À. Cái này là bán giống ớt à? Mang về trồng. À. Đấy. Có đây là hòn đá mài dao. Đây là đá mài dao anh em nhá. À. Còn à, đấy cuộc đời cuộc sống như thế này thôi, ung dung rồi đó. Không phải lo nghĩ gì, cứ ngày ngày là sáng ra bán cái dao cái cuốc xong rồi thổi sáo yêu đời. Ô, bây giờ đã có đào rồi à? Đào đây đầu vụ à? Ô, cái này bao tiền một túi đây đây? 10.000 một túi à? À, bây giờ mà đã có đào rồi các bạn này. À. Nhưng mà đào này nhiều lông quá, nhiều lông á. Đào này phải rửa đi thì mới ăn được, không là nó mùi, à nó bị ngứa. Đấy các bạn thấy không? Chợ phiên nó đơn giản như thế thôi. Chứ nó không có gì gọi là ghê gớm mà. Nhiều người nghĩ là các cô chú anh chị ở đây ra chợ phiên là phải buôn nó cái gì nó kinh lắm, nhưng không phải đâu. Ở đây mọi người cứ làm là cái gì thì cứ mang ra đấy bán xong rồi đi ăn một bát phở thế là vui rồi, chứ họ cũng không nhất thiết là phải ấy đâu, phải buôn thật lớn đâu. Anh em nào mà đã từng lên chợ phiên Cán Cấu này thì hãy comment ở phần bình luận nhé. Xin chào. À. À. Phù từ rau cải đu à. Mỗi số nó chỉ một ít thôi chứ nó không có nhiều đâu. Chuối ở trên này là đặc sản anh em nhé, bởi vì là ở đây là vùng cao ấy nên là không trồng được nhiều chuối. Chuối là có được cây nào là rất là hiếm luôn. Nói chung là ngày mai thì mình sẽ đưa các bạn đi chơi trải nghiệm rất nhiều những cái chợ phiên vô cùng đặc sắc ở trên Tây Bắc này nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp nhé. Bye bye anh em.
của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.